23 Tết, mọi người đổ xô đi chợ mua đồ cúng ông Táo. Chợ Sài Gòn bày bán đủ thứ, các loại hoa Tết rất đẹp. Trái cây dùng để trưng bàn thờ cũng đã có mặt, giấy lì xì, trái cây đủ loại, dưa cải ăn, bánh tét, bánh chưng được đựng trong hũ keo, rồi lạp xưởng, gà vịt, bánh mứt, tạo ra một không khí Tết sôi động. Thi sĩ Bàn Bá Lân đã viết lên cái Tết miền Bắc thật đậm đà, Tết về, nhớ bánh chưng xanh, nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà, nhớ cành đào thắm đầy hoa, nhớ giây phút đợi giao thừa nghiêm trang, nhớ ngũ vị, nhớ chè lam, nhớ cây nêu, nhớ khánh văn tiếng sành, nhớ tam cúc đẹp, nhớ mình, nhớ cân mức lạc, nhớ khoanh giò bì. Và Tết đến, tục lệ xa xưa cũng trở lại với mọi người. Có Tết là có bánh chưng xanh, có dạy dưa hành, có câu đối đỏ. Mấy câu thơ trên đã gợi lại biết bao hình ảnh Tết làng quê nơi đất Bắc. Những hình ảnh này so với Tết làng quê miền Trung, miền Nam, tuy có khác, nhưng đó chỉ là đại đồng, tiểu dị. Không cành đào thì có cành mai, không củ hành đỏ thì là củ kiệu, dưa giá, không bánh chưng thì có bánh tét. Người Việt Nam ở đâu thì cũng vẫn những phong tục ấy, nhất là những phong tục liên quan về xuân, về Tết. Từ ngàn xưa cho đến nay, từ miền Bắc vào miền Trung cho đến miền Nam, không bao giờ thay đổi. Vẫn sửa soạn hân hoan đón Tết, với niềm vui tưng bừng của ngày xuân mới. Nào sắm Tết, nào đi chợ Tết, nào bán hàng Tết, nào lo quần áo Tết, lo cầu đối Tết và nhất là lo tranh pháo Tết cho trẻ con. Bây giờ thì đỡ một mối lo về pháo. Người ta bận rộn cho đến cuối ngày 30 Tết, và hôm nay, người ta càng bận rộn hơn, vì còn phải lau quét lại bàn thờ lần chót, trước khi cúng mời ông bà về hưởng Tết. Đầu lân, ông địa, trống là những món mà trẻ em thích nhất, có nó tăng thêm phần rộn rang cho những ngày Tết đến xuân về. Đứa múa, đứa giữ đuôi, đứa đánh trống, đứa dỗ chập chọe, còn biết bao đứa khác đứng xem, ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam thật là vui. Là phải có múa lân, mà múa lân thì phải đi kèm với biểu diễn võ thuật. Mà về mặt này thì người Trung Hoa rất mạnh. Mỗi đoàn lân đều có xe cam nhông lớn chở đi. Lân có lân râu bạc, râu đen, rồi ông địa, đồ nghề biểu diễn mang theo cũng nhiều. Họ lựa những nhà nào treo tiền chung với bó cải xà lách, đó là dấu hiệu mời đoàn lân đến hứa mừng chủ nhà ăn tất niên hoặc tân niên. Tiền cho đoàn lân cũng từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu, tùy gia chủ trong năm làm ăn có khấm khá hay không. Các tiết mục thường mở đầu là đánh trống, sau đó lân múa, rồi nhảy lên những cọc sắt để tăng thêm phần hấp dẫn. Khán giả bên ngoài chăm chú xem, vỗ tay rung rớp. Hết bà múa lân thì tới biểu diễn sức mạnh, kết hợp với sự khéo léo, cân bằng về trọng lực. Như một người dở ba người lên không, rồi bảy người, năm người, 12 người, tạo hình thành những khối lạ mắt. Thank you.
Mở đầu những tiết mục chính này là một người đàn ông được sự giúp sức của hai người khác dùng cổ của mình uống trong thanh sắt thành dòng, rồi sau đó lại dùng cổ và tay giặt tréo lại để trả thanh sắt ngay trở lại. Một biểu diễn nội công là dùng tay chặt một cái dừa tươi bể ra. Sau đó đưa người lên đặt bàn chân để hai cây đao lên ngực xếp gạt lên, rồi dùng búa gõ mạnh xuống cho bể gạch. Ngực và lưng người biểu diễn không hề bị xây xát. Biểu
những bằng ngực chưa đủ. Để tăng thêm phần hấp dẫn, lần này họ dùng cổ kê giữa hai con dao và để gạt lên bàn đập. Đầu còn y nguyên chưa liệt khỏi cổ, hiếm mới được vỗ tay nhiều. Đập vừa bằng tay là chuyện thường. Một người khác chứng minh bằng cách đập vào đầu gối cho bể đôi cái dừa. Đánh nhau với ông này mà bị lên gối, chắc bể bảy cái xương sườn. Trùng rợn hơn hết là dùng bốn cây giáo nhọn kê vào yết hầu. Đầu kia bốn người đẩy mạnh, bên đây võ sư dùng nội công nghiền cho bốn cây giáo công ầm xuống đất. Chưa hết, để thấy rõ sức mạnh, người ta kê gạt lên mà đập. Võ sư không hề gì, A Lê Hấp hất mạnh một cái, bốn cây giáo vung sang một bên. Người thường mà làm chắc bị xuyên qua người bốn ngọn đủ chỗ. Rồi cũng chính võ sư này nâng kê bàn chân, trên ngực kê thêm một bàn chân khác. Trước khi kê, cho một số đệ tử bước lên nhúng mấy cái, lưng không bị đinh đâm thủng. Sau đó xếp gạch lên, rồi dùng búa đập mạnh. Võ sư nhắm mắt lại vì sợ miếng gạch bay vào mắt. Đập xong dở ra, cái ngực, bụng và lưng chỉ có dấu đinh nhúng vào, chứ không có máu me gì hết. Khi hạ con vỗ tay quá sướng. Tiết mục cuối là múa rồng, một chương trình đầy đủ biểu diễn phải trên 2 tiếng. Biểu diễn nhiều tiết mục hay ít là tùy theo tiền lì xì trao trên cây. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.